Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu 1.41 Thalesion, một khẩu súng giải đấu. Hồi trước thì mình đã làm trong chế độ Zombie rồi, và bây giờ thì là C4. Cũng là nhân cái dịp Crossfire Legend tròn 1 tuổi và sắp tới sẽ được họp tại Hà Nội. Các bạn cảm thấy rảnh thì có thể tham gia cùng mọi người cho vui. Ok. Ui dồi ôi, nhìn team tôi này. Vâng. Toàn gái này thì bắn tới đích nào. Cạn lời ghép rank. Chuỗi là gặp clan gì không? Ui dồi ôi. Vâng, mình cũng đang chuỗi đấy bạn ơi. Mình cũng khổ lắm cơ. Bây giờ thủ thôi. Ok, một bạn đã thoát ra. Ui dồi ôi, hẻm B đẩy này. Này thì TMP này. Con này. Fork này. Ủa, gái à? Gắt vậy. Ok, kênh đi. Mình sẽ quay lại mic. Mic có ấy. Ok, dưới này. Nhảy trượt này. Biệt ngay. Mình nghe tiếng nhảy. Nhảy sột soạt ở dưới không? Đùa đùa. Đùa cái gì? Vâng, đẩy nhàm như thế thì sấp mặt là đúng rồi. Còn mỗi cái bậc nhảy mãi không lên. Team đấu giải rồi. Vâng, team cái gì? Có mỗi một thằng bảo team đấu giải. Không biết còn thằng cuối ở đâu. À, bên A rồi, qua B thôi. Qua B nào cưng. À có, biết rồi, mới chết ở bên đấy xong. Qua B đây. Ơ, bom sao không vào B đặt luôn đi. Đi lâu vậy. Đấu giải gì mà ngáo lờ thế. Vai xoài. À, vâng. Cái thằng gà hơn nó lại chửi mình ngáo ạ. Đùa. Team bạn toàn TMP kỹ năng cao. Chả nhẽ bảo mình nhảy lên hiếp từng thằng một như hích vậy à. Đùa. Thà team mình team mệnh thì có thể là nhảy lên hiếp. Rồi. Các bạn bình tĩnh để mình nghe tiếng chân. Nó bắt đầu vào rồi. Ui dồi ôi. Phí thế. Mình thấy nó sấy nãy giờ rồi. À nghe thì nhầm. Nghe nó sấy cái vào cái khu vực của mình rồi. Nhưng mình đợi nó hết sấy mình lao ra mình bắn. Thế đích nào thằng kia nó ăn luôn. Ok không sao. Win là được rồi. Mình ăn thế là nhiều rồi. Để cho anh em ăn bớt. Thế thì đẩy lên đi. Tầm này thủ nhà thôi anh em ạ. Tại vì team họ rất là mệnh. Team mình thì toàn gà. Đã thế còn chửi mình ngáo lờ nữa. Tôi xong rồi. Rào 1. Ngáo thì chê mình ngáo thì gánh team đi nhá. Bảo thằng này gánh team phả đạn vào mồm cho bây giờ. Ước gì có cái súng mà bắn chết team mình cơ. Cho nó bỏ ghét. Đích nào lại chửi team. Và các bạn bắn thì các bạn đừng bao giờ chửi team nhá. Ôi dồi ôi, phát lời có à. Tại vì nó rất là ức chế mà. Chửi lộn trong team thì nó sẽ không hay. Dễ thua nữa. Ui dồi ôi, trên này này. Rồi, lên là và chết luôn. Biết ngay rồi, có sai đâu. Nhà. Thấy rồi. Ok. Này thì đẩy nhà này. Còn không? Còn thì hiện ra luôn đi. Tao sợ chúng mày quá cơ. Bây giờ còn hai thằng thì không biết nên đẩy đường nào đây. Vâng, team như này bảo mình gà. Đùa thật. Ui dồi ôi. Nghe tiếng đẩy lên rồi. Nhưng nó trộn, nó sấy TMP gắt quá. Chịu thôi. Ok, thua rồi. Chắc chắn là thua. Nó sấy còn 28 tiết. TMP thực sự rất là mạnh. Không nên để nó áp sát. Quả đấy mình chạy ra muộn quá. Đang xàm, đang ngồi xàm thì nó đẩy lên. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Vai xoài. Cạn lời. Đang móc nó để nó bắn ngược lại. Ngu người. Mấy con gà này
bắn cờ cờ gì, cái đậu phộng nó nữa. Vâng, nó gà nhất đấy anh em ạ. Nó chửi tim gà. Đúng là trẻ trâu, ao báo đi. Bây giờ bình tĩnh thôi. Bây giờ phải cam ở nhà. Không nên đẩy lên. Có nên đẩy lên không ta? Mà tim gà thế này không biết đẩy lên có ăn được không chứ. Thôi chúng ta cứ từ từ thủ nhà bắt người đã. Ôi, đẩy lên này. Này thì bắn cung này. Ui dồi ôi. Vâng. Hên thế. Bắn trúng viên vào đầu còn 11 tiết đây này. Vãi xoài. Ok fine. Còn 11 tiết thế này thì đánh đấm cái gì. Bây giờ làm sao đây. 3 vs 3. Mình thì còn 11 tiết. Khó rồi. Đẩy lên thôi. Chắc trận sau anh em quyết định đẩy lên nào. Chứ thủ nhà này không ăn thua. Còn nó lên kìa. Ơ. Nó lên ở khu vực hẻm HL. Ui dồi ôi. Phản xạ nhanh thế. Mình còn đúng 11 tiết. Ok trận này đẩy full thôi. Éo có thể nhân nhượng được nữa. Bây giờ đẩy đâu mới là điều quan trọng. B nhá. Hay quá, Snip chết ở B rồi. Này thì đẩy TMP rồi. Ok. Đẩy full nhưng cũng không dám đi vào anh em ạ, sợ lắm. Đó, hay quá. Vô đấy. Hay quá, mic chết rồi. Ôi, team bạn còn một người thôi. Vãi xoài, team gánh hết rồi. Hay lắm. Ok, tốt. Để chúng ta gài bom thôi. Ơ kìa, bom chạy đâu ấy nhở. Cẩn thận lơ ngơ, nó bắn chết bây giờ. Bom vào nhanh đi. Khổ. Ok, nó đã vào đặt bom rồi. Rồi chúng ta chỉ đợi người vào thôi. HL à. Ok. HL có. Ui dồi ôi, vãi cả sấy headshot ạ. Đùa. Sao mình toàn bị headshot vậy trời. Cạn lời. Hay quá. Win rồi. Vâng, bắt đầu cái chữ ngào nó bắt đầu hiện lên trên đầu mình rồi. Ok, vẫn gánh team như thường. 5-3. Ok, bắn đầu hoàng lại nào. Thế đấy, nó chửi ngáo là đúng rồi. Còn mỗi thằng không ăn được. Ok fine. Tự dưng chết quả sáng quá. Ui dồi. Yếu rồi nha. Yếu rồi nha. Mình nghĩ không nên đi vào. Tại vì TMP nó xây headshot mình cũng chết. Bom đi, lựa chọn đơn giản nhất. Ấy. Đấy. Này thì TMP với chúng tôi này. Thằng này cầm gì đây? Snip à? Yo. Yo bạn ơi.
này thì kênh này. Con snip, con thằng snip. Đây, snip ngoài mic này. Mic này, snip. À, snip này thì không được rồi. Snip này thì không được rồi, ok. Đấy, lại bảo là ngáo đi. Phải khen ngay. Hay vờ cờ. Ok. Bây giờ chúng ta bắt được nhịp trận đấu rồi. Cố lên nào. Trận này mà win thì đúng là đi vào lịch sử luôn. Team gà ăn được team team pro hơn. Đấy nào. Mình cảm giác là nó thủ B rất là đông. Ủa ôi, để nhà này. Thằng này ly thế nhở. Xuống mic móc nó đây. Hình như là chết rồi. Chết rồi, chết rồi. Ăn cái định mệnh nó đưa. Lại cái khẩu M4 băng giá. Là mình còn 15 tiết đây này. Thế đây nó bắn kiểu gì toàn headshot thế nhở. Đèn thế. Bị bắn là toàn headshot thôi. Khổ. Còn 15 tiết thì làm gì đây này. Cái số tôi nó đen đủi. Khiếp thật. Bắn người ta thì không được headshot bao nhiêu. Ui dồi ôi, TMP nó dã kìa. Gắt VL. Bây giờ làm sao đây? TMP HL nó sấy căng quá. Này thì móc này. Bây giờ còn quả bom trên khu vực HL nữa mới khó thế này. Ui, lag rồi. Vãi cả ping kìa. Đúng cái lúc quan trọng thì nó nhảy lên 100x luôn. Và mất bà cái tiếng game rồi. Vãi xoài. Ui rồi. Mất bà nó cái tiếng game rồi. Để mình cài lại cái tiếng game cái đã. Ok, nghe lại bình thường rồi. Tuyệt vời. Ủa, hết giờ rồi, vãi xoài. Trời ơi. Đang cài cái tiếng game làm ngáo hết cả lên. Vâng, như thế thì nó chửi ngáo là đúng rồi. Phế vật. Ngu người. Tự dưng mất bà tiếng game. Tối nay không biết là bị gì, mạng mình nó cứ hay lỗi. Khó chịu ghê á. Ok fine. Tao sợ chúng mày quá cơ. B nào. Anh em đâu? Ôi sao có mỗi hai thằng mình đi B ấy nhở. Đừng chết nha. Vãi xoài. À CF cả mau. Thằng này nãy chửi mình ngáo ấy này. Vâng ngáo lờ luôn cho nó chất. Cục tạ của team chửi mình ngáo đây. Nếu hiểu thằng tạ team lại chửi thằng gánh team ngáo. Vô lý. Đâu ấy. Đi móc này. Lẩy thì móc của chúng tôi này. Hay quá. Quả đấy may mình để cái mặt thằng này nó nhìn xuống dưới. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn. Mình cũng không nghe tiếng chân đâu nha mọi người. Làm gì mà căng vậy? Làm gì mà căng vậy? Nhảy ra làm gì? Ơ, tự nhiên. Vãi xoài. Làm gì mà cầm TMP hứng chó vậy? Ui dồi ôi. Thôi xong rồi. Móc nhà nữa. Tuyệt vời, thua 3-4 rồi. Coi chừng móc.
Ui rồi cái thằng cùi bắp nhất kìa. Định mệnh lại sủa nữa đi. Tao lại yểu mặt cho bây giờ. Ok cố lên nào. Thua bà rồi. Nói chung là bắn như này là cũng ghét lắm rồi anh em ạ. Tại vì team người ta toàn TMP. Đã thế không phải là những level thấp mà đây là level cao nhá. Level rất là cao. Đẩy lên từ khu vực HL này. Úi dồi ôi, double kill. Vâng, nó sấy chết hết hai thằng ngoài đấy rồi, nó vẫn cố sấy. Cạn lời. Bọn này công nhận nó thú tính thật đấy anh em ạ. Đã giết người ta rồi, vẫn còn cố giết bắn vào xác của người ta. Cái gì đây? Đẩy lên à? Vâng, team bạn mắc sai lầm và đã bị clear team rồi. Các bạn đừng có đùa. Các bạn thủ chốt trong nhà thôi. Chứ mà các bạn đẩy lên thì các bạn sẵn sàng sấp mặt đấy. Vai xoài. Chắc là các bạn ý thế thua rút TMP căng ấy. Tao sợ chúng mày quá cơ. TMP mà to à. Bật keo nào. Thua là thua thế đếch nào được. Vô lý. Ok, tầm này cái bom là win rồi đấy. Chắc chắn phải win thôi. Đấy là điều chắc chắn. Không thể thua được. Rồi, nó càn quét vào tới nhà, tới B rồi kìa. Đi vào như trốn con người này. Ok. Rất tốt là bạn sấy chết 2 double kill rồi. Nhưng quá khó thôi. Một thằng đứng trước, một thằng đứng sau thì không thằng nào có thể giết nổi. Trừ phi mà nó đẩy nước lên B thôi, nước lên nhà B thôi. Mà như thế thì càng khó nữa. Nói chung là cân tới đếch là được ba. Cân ba dễ vậy à. Bây giờ là round cuối này. Nói chung là cho dù có thua hay thắng thì mình đã cố gắng hết sức rồi. 15 kill rồi. Team bạn toàn TMP mà cũng không phải là gà đâu. Bắn rất là gắt luôn. Gắt thì gắt nhưng đẩy lên tới nhà biết mùi ân ngay. Bây giờ thủ hết ở nhà rồi đây thầy. Có dám đẩy lên nữa đâu. Vâng gặp gà cũng cầm TMP. Cạn lời. Cầm TMP thì đẩy lên đi. Lúc lúc ở nhà làm gì. Đẩy lên là biết mùi ngay thôi. Ok. Trận này tụi mình phải đẩy rồi. Bọn nó sẽ không đẩy lên nữa. Trận cuối cùng. Đây là trận quyết định. Tạo nên sự thành công hay không. Chắc mình sẽ bắn hết mình ở trận này thôi. Khô máu luôn. B này. Hết giờ rồi các bạn ơi, bắt buộc phải đẩy thôi. Anh em đâu? Chuẩn bị vào này. Úi dồi ôi, flash. Chết thằng DMB. Ok. Chết thằng DMB rồi. Còn thằng AK nữa. Lên B đi. Úi dồi ôi. B đi các bạn ơi. Nhanh. Có mỗi thằng AK thôi. Mình đã lao vào cống hiến và giết thằng TMP rồi. Đây là phần của các bạn. Úi dồi ôi vãi cả nấc. Hay quá. Trận này win rồi. Ôi dồi ôi. Vãi xoài còn đúng thằng Snip. Ok. Chắc mình sẽ kết thúc clip tại đây thôi. Các bạn xem thấy hay quên like và subscribe kênh ngồi nhá. Thực sự trận rất là căng. Căng như dây đàn.